cái phần chỉnh nhà. Đây là cái hệ thống mắc cai và dây cung ngày xưa này của bác sĩ Faust, người Pháp, là bà ông nghiên cứu ra. Tức là giống như một thanh ba này, cái thanh kim loại to cứng này đi ôm theo cung răng của bệnh nhân, và người ta sử dụng dây kim loại quý này để người ta kéo cái răng của bệnh nhân vào. Bây giờ mình đeo bệnh nhân cái này, bệnh nhân thích không? Người ta bảo là đưa cho bệnh nhân cái này, cách chắc bệnh nhân chạy luôn đúng không? Chạy luôn không bao giờ quay trở lại. Đã bước chân đi không quay trở lại luôn. Đó. Nhưng mà đây là khí cụ đầu tiên mà người ta sử dụng cho bệnh nhân. Và keo mang gồ sử dụng theo thiết kế này để đưa ra các loại dây cung khác nhau. Đây là gần giống như hệ thống dây cung của mình ngày nay. Đây là của Faust. Đây là các hệ thống mắc cai và dây cung của Angle này. Và bây giờ mình sử dụng cái hệ thống này. Đây là hệ thống thứ nhất của Angle này. Nó cũng là sử dụng dây kim loại buộc vào các răng này và trên một dây cung có sẵn. Cái này gần giống như dây SS của mình bây giờ, tuy nhiên nó to hơn, nó cứng hơn nhiều. Đây là hệ thống thứ hai, đó, pin and trip, nó gá vào những cái bên của cái răng này. Cái hệ thống thứ ba của Angle là giống như cái móc, giống như cái hút trên cái răng của mình, gần gần giống như vậy, và người ta gài cái dây cung ở đây. Và hệ thống thứ tư của Angle là cái hệ thống mà mình quan tâm này, tức là mắc cài SY, gần gần giống như mắc cài của mình ngày nay. Đó, cái hệ thống mắc cài mình ngày nay cũng là thiết kế dựa đến những cái như này. Đó. Và sau đó người ta là ép dây cung vào, người ta dùng chỉ thép hoặc dùng chun để buộc vào. Đây là ông rốt, rốt là cái có một hệ thống mắc cài của rốt riêng luôn. Thì ông rốt đưa ra các cái nguyên lý về khớp cắn này, trung tâm tương quan tâm này, về các cái vấn đề giá khớp trong chỉnh nhà. Thứ ba là mình quan tâm một số cái điểm về mắc cài. Tức mắc cài thì ban đầu người ta sử dụng mắc cài của Angle ấy là hoàn toàn là giống nhau, tất cả các răng đều như nhau. Tuy nhiên là ông Henry ông thấy là nếu như tất cả răng đều giống nhau, nếu mình để nguyên như vậy mình chỉnh thì rất là không tốt, đúng không ạ? Trục các răng này, độ nghiêng của các răng này, nghiêng ngoài trong, nghiêng gần xa, hoặc là có răng đi ra ngoài, răng vào trong thì thẩm mỹ nó không được tốt. Do đó bác sĩ chỉnh nha phải bẻ dây rất là nhiều. Thế thay vì đó, ông tích hợp hết các thông số đó lên các mắc cài của mình, thì khi đó là bác sĩ chỉnh nha khỏe rất là nhiều. Như khi mình đi học thì chỉnh nha, thầy mình nói, ôi trời, bây giờ các anh chị sướng lắm, thì cần mỗi gắn mắc cài đi cung lên lần lượt là răng bệnh nhân đều hết, đẹp hết, sướng không ạ? Như vậy sướng không? Nếu như vậy quá sướng đúng không? Ngày xưa các thầy học bẻ dây kiểu đau hết cả tay, nó chả được cái gì cả, rất là vất vả. Nhưng bây giờ gắn mắc cài lên cái, nhờ ông Henry này, gắn mắc cài lên cái đi cung lần lượt là răng bệnh nhân đều hết. Đấy, như vậy sướng quá. Mình có mấy anh chị kia chia sẻ, tức là gắn mắc cài bệnh nhân tư vấn xong, gắn mắc cài cho bệnh nhân xong, sau là bác sĩ quên, bệnh nhân cũng quên. Thế sau 6 tháng sau bệnh nhân quay lại đòi tháo mắc cài. Thế mà ông ấy hỏi, thế bác gắn ở đâu, quay lại đấy mà tháo chứ sao tự nhiên bác tháo? Bảo không, nửa năm trước tôi gắn ở đây. Bây giờ anh tháo cho tôi chứ. Thế bác sĩ quên. Thường là chỉnh nha hàng tháng hẹn có một lần đúng không ạ? Ban đầu có ít bệnh nhân, sau đông quá quên mất bệnh nhân. Sướng không? Thế bệnh nhân nộp 20 triệu vào, gắn mắc cài sau 6 tháng sau tháo mắc cài ra. Được không ạ? Hơi vất vả nhỉ. Nghĩ thì tiêu tiền thì cho nó xứng đáng đúng không? 20 triệu gắn mắc cài cái hôm sau tháo mắc cài. Đấy khỏe quá đúng không? Nhưng mà đấy là chỉ là bước đầu tiên thôi, tức là mình làm điều đang đơn thuần thôi, làm điều đang đơn thuần thôi. Đó, nhưng không phải là, mặc dù thầy nói là bây giờ chỉnh nha sướng, gắn mắc cài lên đi cùng lên răng tự đều. Đấy răng thôi, còn vấn đề nhiều vấn đề khác nữa, vấn đề khớp cắn nha. Đó. Đây là hệ thống mắc cài của Enerio. Thì ban đầu khi mà cái mắc cài của Mango ấy thì các đế mắc cài này và cái rãnh mắc cài đều song song với nhau hết và không có cái độ nghiêng ngoài trong. Nhưng ông Enerio nghiên cứu trên những người bình thường ấy, ông thấy là ở khớp cắn đẹp. Để đưa ra các thông số độ nghiêng răng theo chiều ngoài trong này, theo chiều gần xa nào, hoặc là độ dày của các mắc cài thế nào để phù hợp với từng răng một, và từ đó là không cần bẻ dây trong quá trình điều trị. Tuy nhiên hiện tại mình vẫn có một số cái lệnh bẻ dây để mình điều chỉnh nó thêm nhiều hơn. Đây, ví dụ đây là độ nghiêng gần xa của răng, đó là độ tiếp độ nghiêng gần xa của răng. Thì hôm sau trong phần mắc cài mình học kỹ hơn về cái này. Tuy nhiên đây là một số khái niệm cơ bản thôi. Đó là độ tiếp, độ nghiêng gần xa, mỗi răng độ nghiêng khác nhau nhé, không phải cái răng nào cũng giống nhau. Để đơn giản thì mình có nói là học offline nó thích hơn học online chỗ. Nó học offline thỉnh thoảng mình cái phần nào mình quên đúng không ạ? Hôm nay học phân loại khớp cắn theo Angle chả nhớ thế nào. Quay sang hàng xóm cười cái. Đem gì ạ? Nhà hàng xóm cười cái, mình cười chả nhớ hàng xóm cười đúng không? Tự nhiên ở cái con dở hơi này nó nhìn mình cười vấn đề gì nhỉ? Lại cười thầm một cái đúng không? Thỉnh thoảng cười lộ răng cái là người ta biết được khớp cắn thế nào. Độ răng nghiêng thế nào đúng không? Học online mình nó hơi khó. Thấy chưa? Đây là nghiêng các răng. Thông thường mọi người thấy thân răng bình thường nghiêng về phía gần hay là nghiêng về phía xa? Có răng nằm nghiêng xa không? Thế có răng nằm nghiêng xa không? Nhà răng số 8. Răng 8 thường nghiêng xa hay nghiêng gần ạ? Thường nghiêng gần đúng không? Có nghiêng xa, nhưng đấy là tính bất thường rồi. Nếu thông thường cái răng của mình thường thường xu hướng nghiêng gần.
Nhưng mà khi mình gắn mắc cài ngược thì sao ạ? Nếu giả sử mình gắn mắc cài ngược như thế này đúng không? Mình nghiêng ngược lại không ạ? Gắn mắc cài sai nhé, làm răng mình di chuyển sai. Đó là một phần khá là quan trọng mọi người để ý nhé. Gắn mắc cài đúng. Gắn mắc cài dễ không? Các anh chị nào từng gắn mắc cài được không? Đấy, có nhiều anh chị. Đấy, chị Khuê làm cực nhiều, không giơ tay này. Đây là bạn xấu, đúng không? Không chịu chia sẻ gì cả. Thực ra gắn mắc cài thấy dễ hay khó? Tùy được trường hợp. Tùy trường hợp. Ok, để gắn được mắc cài thì dễ hay khó? Gắn mắc cài lên răng dễ hay khó? Gắn lên thì cũng gọi là dễ, nhưng để gắn đúng thì cũng tùy có trường hợp gặp khó. Tức là gắn thì dễ đúng không? Nhưng mà gắn đúng mắc cài nó hơi khó một chút xíu đúng không? Ok, ngày xưa cái phần mà gắn mắc cài mình có lẽ tăng trở. Có những ca mình làm nó không ổn. Tức là gắn mắc cài xong một thời gian thấy đi răng nó lại siêu vẹo quá kiểu. Cuối cùng chỉnh nhà ca chỉnh nhà của mình kết thúc nó không đẹp đẹp ấy. Lại thấy được sao nó chỗ nào nó không đúng lắm. Sau mới quay lại phần gắn mắc cài. Như khi ban đầu mình học gắn mắc cài ấy, đưa cho mấy ông thầy xem ấy, ông bảo có cái đúng có cái sai. Gắn mắc cài lần đầu tiên này thì có cái đúng có cái sai không ạ? Chỉ phải đúng một vài cái chứ. 28 cái mắc cài mà chỉ phải đúng một vài cái đúng không? Có cái đúng có cái sai, hợp lý không? Rồi tới sau này thì đến nếu như là chị hỏi câu gì tiếp theo hay cầm về. Phải hỏi đến nơi chốn ấy. Nếu giải sử là chị hỏi thế nào tiếp? Cái nào đúng cái nào sai thầy? Đúng rồi, cái nào đúng cái nào sai đúng không? Đúng thì để nguyên, còn sai thì sao? Sửa. Sai sửa, chửa cái đấy. Gắn mắc cài là dễ đúng không? Sửa được không? Nếu gắn mắc cài sai mình sửa được không? Có. Sửa được không ạ? Tháo ra gắn lại. Nhổ răng sai, sửa được không? Bùi với bệnh nhân cái khác là thôi em lấy cái em của em bùi cho bác. Nên em bùi như vậy là chắc ít hôm nữa là rụng hết răng đúng không? Gắn mắc cài sai sửa được nhá, nhưng còn nhổ răng sai chị hỏi hơi khó, rất là khó đúng không? Có trường hợp sửa được, ví dụ nhổ răng 4, răng 5, ok, cắm vít các kiểu kéo được đúng không? Nó tự nhiên nhổ răng 3, răng 5 thì sao? Còn thủ răng 3, răng 6 thì sao? Thế mệt rồi đúng không? Cho nên là ở cái nhổ răng này khó, gắn mắc cài dễ. Cũng hỏi thầy, thế cái nào đúng thầy? Chỉ cần hỏi cái đúng thôi, cái sai, hoặc cái sai. Nếu sai, sai như thế nào đúng không? Thì mình sửa. Tự tìm hiểu rồi. Thế sao? Ok, tự tìm hiểu. Nếu em mà biết thì nó không hỏi thầy. Mà hỏi thầy chứng tỏ là gì? Không biết. Đúng chưa? Ok, tất nhiên mọi người có thể tự tìm hiểu được, nhưng mà để tự tìm hiểu nó hơi khó, hơi lâu. Nhưng từ một cái như vậy, cho nên mình tự tìm hiểu, ôi tại sao người ta gắn mắc cài đúng, sau chỉnh nha như thế nào, sau từ đó là mình nghĩ ra cách để mình gắn mắc cài nó ok hơn. Đấy, đôi khi là đi học một số thầy gọi là có thể là do cái nhìn thằng này xấu bẩn bẩn, hỏi chẳng muốn hỏi, nhìn chẳng muốn nhìn, nói thì nhiều đúng không? Đấy, cho nên là có trường hợp vậy. Tuy nhiên mọi người để ý nha, mình sẽ chia sẻ một số cách từ khi mình tự tìm hiểu vậy, mình làm sao mình gắn mắc cài nó ok. Đến bây giờ mình thấy nó đang phù hợp với mình. Tất nhiên mỗi người có một cách khác nhau nha. Đó, thì nhìn từ hướng nào, từ hướng ngoài tròng nào, hướng gần trà nào, các cách làm sao để mình đo được cá mắc cài nó chuẩn này. Đặc biệt trong trường hợp răng mòn, răng giải phẫu nó không chuẩn. Thứ nhất là ok, độ tiếp của răng nó khi gần xa này, làm sao cho nó phù hợp này. Đó, đây là ông NRD nghiên cứu trên 120 người bình thường này, răng hàm trên, hàm dưới này, đúng không? Nó nghiêng bao nhiêu độ? Thường mình thấy cái thân răng mình nghiêng về phía gần, hoặc có thể răng thẳng trục. Đó. Thứ hai là độ to của răng. Độ to tức độ nghiêng ngoài trong của răng thì người ta lấy là so với cái đường thứ nhất này, vuông góc mặt phẳng cắn, và đường thứ hai là tiếp đến điểm giữa mặt ngoài thân răng. Điểm này chính là điểm đa phần để gắn mắc cài vào vị trí này đúng không ạ? Cho nên người ta là xếp theo ở hai góc này này. Thường thường là mình có thể thấy là thân răng mình nó đi vào phía trong hơn là như thế này, đó, từ cái đường này đi ra ngoài, hoặc ngược lại là thân răng ra phía ngoài hơn, từ đường này đi vào trong này. Thì mọi người thấy cái răng của mình hay chìa ra hay cụp vào? Chìa ra. Chìa ra nhiều hơn hay cụp vào nhiều hơn, hay là toàn bộ là chìa ra hay toàn bộ cụp vào? Có người bảo cụp vào. Có ai thấy chìa ra nhiều hơn không? Hay có người thôi chắc ăn này. Có cái chìa ra, có cái cụp vào đúng không? Như kiểu có cái đúng có cái sai đó, chắc ăn này. Thường thường là mỗi cái răng nó có độ chìa khác nhau nha. Thường thường chỉ có mỗi là răng cửa giữa và răng cửa bên hàm trên là nó ngửa ra bên ngoài thôi. Còn các răng khác đều cụp vào bên trong nhé. Đó, đây là những cái nghiên cứu là mọi người thấy dấu trừ này, dấu trừ này. Tức là tọt âm ấy, tức là chân răng ra bên ngoài và thân răng vào trong. Ở nhà mình cũng gặp khá là nhiều trường hợp như này. Tức khi mình kéo răng ấy, nó bị mất tọt. Các răng cửa này, hoặc là răng nanh này, hay bị chân răng bật ra ngoài này. Thì những trường hợp này phải kiểm soát. Nó làm thế nào mình thay đổi độ tọt các mắc cài này để cho cái răng mình di chuyển tốt hơn. Đó, đây là mắc cài SY của mình hiện tại mình hay dùng. Đây là mắc cài loại mắc cài thông dụng nhất hiện nay ấy. Đấy, khi mà người mua mắc cài ấy, nên mua những hãng gọi là hãng nổi tiếng, người ta bảo tiền nào của đấy. Trước nhà mình có một cái gọi là kinh nghiệm lâm sàng ấy, đây là gọi đổ máu thôi.
của Bắc Yên năm 2015-2016 gì đó. Khi đấy là Bắc Yên mở phòng khám là làm học chỉnh nha về vài năm. Thì ban đầu là mới học về, mới làm thì lượng bệnh nhân nhiều ít ạ. Thường thường bệnh nhân ít. Một cái cách của Bắc Yên ấy, Bắc Yên làm chạy marketing, chạy quảng cáo nên làm cái giá nó thấp hơn chút so với thị trường. Thị trường bây giờ khoảng bao nhiêu một cái? Khoảng bao nhiêu một cái chỉnh nha? À, khoảng tiền dưới 20 triệu đúng không? Cho vậy khoảng 20 triệu. Ở nơi lấy đắt hơn khoảng tầm 30 triệu. Nơi đắt hơn nữa mình biết đấy, 120 triệu mắc cài kim loại ấy, 120 triệu. Đấy, quá là đắt đúng không? Nhờ năm đấy Bắc Yên đi học về là tính ở vật liệu với các kiểu khoảng tầm 5 triệu một ca. Thế thu bệnh nhân 5 triệu một ca chỉ nha. Đấy, 5 triệu một ca chỉ nha. Đấy, khi đấy là để lấy bệnh nhân để làm nhá. Khi mình học xong không có bệnh nhân làm đúng không? Buồn không? Thứ hai không được thực hành chắc chắn là tay nghề đi xuống. Lâu ngày sẽ quên. Do đó là khi đó là bác thu 5 triệu một ca. Thế lúc đầu tiên là hợp tác với một anh để mở phòng khám. Hợp tác, hai anh hợp tác nhau. Ban đầu mới đi học đúng không ạ? Sau đó lấy mắc cài chỗ nhà thầy. Thế mua mấy bộ mắc cài của thầy. Tuy nhiên mắc cài thầy dùng khoảng tầm trên dưới 1 triệu một bộ. Đắt hay rẻ ạ? Một bộ mắc cài đắt hay rẻ? Không, mắc cài thôi, đắt mắc cài thôi. Đắt đúng không? Đắt. Đấy, mua mấy bộ về gắn cho mấy bệnh nhân. Sau anh thì bảo xong mắc cài đắt thế. Đấy, tao biết chỗ này 500 nghìn một bộ, mua không? Rẻ hơn nửa không ạ? 500 nghìn, ok, 500 nghìn. Sau ok về gắn bệnh nhân. Sau là bác thấy ô tại sao mình cứ phải mua của ông đấy gì, tự nhiên 1 triệu bộ bên này 500 nghìn bộ. Sau lại tìm hiểu thêm 350 nghìn bộ, rẻ hơn nhiều không? Sau xuống 150 nghìn, 150 nghìn tiết kiệm nhiều không ạ? 7 lần đúng không? Tiết kiệm 7 lần đúng không ạ? Ngày xưa là mỗi bộ, bây giờ 7 bệnh nhân đúng không? À, tiết kiệm không? Sau đó là sao mà khoảng tầm là mới đi học giỏi hay là chưa giỏi? À, thường mới đi học xong chưa giỏi lắm, mới cần nhiều bệnh nhân để thực hành đúng không? Tuy nhiên là sau khoảng tầm 2 năm lượng bệnh nhân khoảng tầm 600 bệnh nhân cũng được đúng không? Nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng giống như lúc nãy mấy anh chị nói, giai đoạn cuối cùng giai đoạn tinh chỉnh ấy. Đúng như chị Khuê nói nhỉ, đúng không? Chị Khuê với chị Huệ nói đúng không? Giai đoạn sau cùng ấy hơi khó khăn cho bệnh nhân khi chỉnh nha. Giai đoạn tinh chỉnh của mình ấy khi đấy chỉnh không được, chỉnh rất vất vả luôn. Sau mới phát hiện là vấn đề ở đây, vấn đề từ cái này. Tức khi đó nếu như giả sử mình mua mắc cài nó hơi rẻ một chút, các cụ nói là tiền nào của nấy mà. Khi mình mua mắc cài rẻ sao? Thì anh cứ mua hàng của em tốt lắm này, tốt nhất thị trường các kiểu đúng không? Rất là tốt các kiểu. Nhưng mà sau này nó có mấy cái. Thứ nhất nó có thông số không? Thứ nhất là có một số, có thông số, có một số thậm chí không biết là cái mắc cài hãng hệ nào luôn, được chưa? Đợt trước mình một ông sếp của mình nhờ mình là gọi là lên danh sách những cái vật cần mua cho phòng khám, ông mở phòng khám ấy. Xong mình có lên list cho mua. Sau khi mà mua xong nhưng mà lại mua chỗ khác. Tức mình thường mình tìm chỗ uy tín ấy. Đó. Nhưng mà sau là không rõ nguyên nhân nào, sau sẽ bảo rồi tao có ông bạn này cũng bán đồ đấy, cũng làm đồ đấy. Tao mua. Nhưng khi mình về ấy, xem này, ví dụ những cái loại thuốc ấy. Nó một số loại thuốc thì nó không có tên, không có nhãn mác gì cả. Dùng không? Dám dùng không? Thuốc y tế. Thế nên mọi người dám dùng không? À, có thể là dùng hoặc không dùng nhưng mà rất là đắn đo. Thứ hai là có một số loại vật liệu về thuốc các kiểu ấy, nó toàn chữ nho thôi. Toàn chữ nho thôi, dùng không? À, cũng có thể dùng, nhưng vật liệu có thể dùng nhưng mà thuốc thì cẩn thận đúng không? Chữ nho mình đọc có hiểu đâu mà em đọc em không biết chữ nho. Rốt thế, ngày xưa các cụ chỉ tiếng chữ nhò nhưng mà không chịu học đúng không? À, cho nên là hàng của anh hàng xóm, mình biết là khá nhiều người mua hàng của anh hàng xóm. Có ai từng dùng hàng của anh hàng xóm không? Ở đây lớp mình có ai từng dùng hàng của anh hàng xóm không? À, có những cái rất là tốt, có cái sao? Nghe hàng ở nhà xóm là nhiều người nghĩ lên, thường mọi người nghĩ tốt hay không tốt? À, có nhiều cái rất là không tốt chứ, nên cẩn thận. À, khi mua mắc cài thế, ui thì người ta đưa cho mình những thông số rất là đẹp, rất là hoàn hảo hay sao? Người ta không sản xuất theo cái đó, chứ bình thường. Cái thứ hai đó là thông số nó đúng rồi, nhưng sau một thời gian đó, cái mắc cài mình bình thường như thế này đúng không? Nhưng một thời gian là sao? Đi dây cung vào, nó lại ui, bên em một cái là uốn theo chiều gió chiều nào nó xoay chiều đấy nhỉ? Thế sao? Mắc cài ban đầu mình đi vào răng, dán vào răng mắc cài như này đúng không? À, dây cung như này. Được chưa? Ôm rất là sát. Nhưng một thời gian sau khi mình xoắn dây cung thì mình chỉnh tọt vào răng thì mắc cài phải như thế này. Đấy. Nó vặn dây cung theo chiều nào nó xoắn theo chiều đấy mà. Thì sao? Chỉnh được răng không?
không chỉnh được. Thế sau là phải thay là mất khoảng tầm 600 bộ mắc cài với band cho bệnh nhân luôn đấy, mắc cài và band luôn. Khi đó lại thay lại một bộ mắc cài mất khoảng 1 triệu. Cái band đó, band 120 một cái, 8 cái là 956. Khoảng tầm trên dưới 2 triệu một cho một bệnh nhân. Tự nhiên nó cũng khoảng tầm 1 tỷ. Thế tất nhiên nó chia ra nó đỡ đúng không? Nhưng mà khi một phát dồn vào cũng mất khoảng 1 tỷ. Đây một cái vật liệu nhá. Nhờ chị vẫn mua. Vừa rồi có một anh chị đi học xong ấy, sau về nhà làm chung với nhau ấy, thế mình nói về làm chung với nhau. Thế sau là có hỏi mình, hôm trước là em bảo chị mua cái mắc cài của bên này này. Nhưng mà sau cái thằng cu kia nó về làm chị ấy, nó bảo là đi làm học thằng cũ 3 năm trời. 3 năm. Dùng hệ mắc cài A này, dùng cái loại mắc cài của hãng A này. Bên em cứ bảo mua khoảng trên dưới 1 triệu. Đúng không? Nhưng mà nó mua chỗ này được 350 nghìn thôi, một bộ thôi. Mua không? Nó mua chỗ này mà dùng phòng khám dùng 3 năm rồi đúng không? Phòng khám bên đấy dùng 3 năm trời rồi, tỷ lệ bong rất ít. Đấy, ít ngang ngửa cái này luôn, thậm chí có nhiều khi mà còn ít hơn cái này. Thế đấy chị nói vậy, mình không biết chính xác nha. Thế mua không? Mua không hả? Mua không? Người ta làm 3 năm đủ trải nghiệm không? Mua không? Mua gì nữa. Tiết kiệm bao nhiêu? 3 lần. Nhiều không? Đấy, tiền đấy bỉm sữa con thoải mái. Có ai không mua không? Không, đúng không? Dạy thì không mua. Thế sao mình quay lại hỏi? Thế bây giờ theo anh, mục đích anh gắn mắc cài lên này làm gì? Để chỉnh răng cho bệnh nhân ạ. À? Chỉnh răng cho bệnh nhân đúng không? Thế anh mua không? Dĩ nhiên nó đánh về kinh tế thì mua quá. Đánh về kinh tế mua rồi. Thì quên mua không? Trả lời thật lòng, trả lời thật lòng. Có mua. Có mua đúng không? Có mua, anh mua không? Sau hôm nay thì em mua. Sau hôm nay là sau hôm nay. Ok, bây giờ có hai kiểu mua hay không mua. Tất nhiên mua chứ dạy gì mua. Sau mình thì hỏi không? Thế mục đích chỉ gắn mắc cài lên răng để làm gì? Để chỉnh răng. Thế nó bong hay không bong có liên quan cái đấy không? Ừ. Nên em bảo thôi thì chị gắn tí con một chiếc định tiết kiệm hơn nhiều, không đến 350 nghìn đâu. Mua loại mắc cài 50 nghìn em dám đảm bảo không rơi luôn. Mắc cài mà người mua có thể ra ngoài Phương Mai hoặc lấy Shopee đúng không? Người Shopee các kiểu đấy hoặc là Lazada gì đấy. Còn tầm 50, 80 nghìn, 100 nghìn có không? Đảm bảo em gắn không rơi, được chưa? Miễn là keo mình tốt, mình xử lý tốt, không rơi luôn. Mình vẫn sử dụng những cái bộ mắc cài đó nha, trong trường hợp cái răng mình định nhỏ ấy. Có một số anh chị là bảo cái răng này nhổ tự nhiên là gắn mắc cài liền tiếc không? Cho nên không gắn mắc cài răng đó. Tuy nhiên nếu không gắn mắc cài sau mình nhổ răng đó nó hơi vất vả ấy. Ví dụ là bên nhà mình có một số bạn nhổ răng khá là siêu. Nhổ răng 4 bình thường mọi người nhổ mất bao nhiêu lâu phút? Bao nhiêu phút? 15-20 phút đúng không? Tầm 15 phút đi. Trung bình. Có người nhổ nhanh hơn, người chậm hơn đúng không? Có người bảo tập búng cái răng ra. Có người bảo như em hạn rốt rốt. Ví dụ ngày xưa gặp mấy răng kiểu này. Đấy, các bạn hay gái ấy, cho nhìn tay bé nhỏ nhỏ này, các bạn hay cho luyện cơ tay đúng không? Mấy cái răng này nó khoảng tầm 90 độ chân răng này, có khi nhổ hì hục cả tiếng đồng hồ nó mới ra đúng không? Thế 4 cái ok, cứ 15 phút cái này, 4 cái mất 1 tiếng đồng hồ. Ôi thời gian đấy em khám được mười mấy bệnh nhân rồi. Em khám em làm được mười mấy bệnh nhân rồi. Không khỏe ở đâu. Thế khi đó ok, vì tiếc cái mắc cài, nhưng bình thường mình vẫn gắn mắc cài năng đó. Mục đích làm gì ạ? Làm nó dài dàng lúc này. Thứ hai là khi mình gắn mắc cài có một cái là với những răng mình nhổ ấy, giả sử mắc cài bình thường ở đây đúng không? Thì mình gắn xuống bên dưới này, khoảng tầm 1-20 mét. Thế sau sao? Từ từ ở sau nó trồi này lên. Hôm sau gọi là kiểu 1 phút 4 cái, làm 1 phút 4 cái khỏe hơn không? Thế thời gian còn lại ở 58 phút 59 phút rồi đi làm mấy bệnh nhân kia khỏe hơn không? Thế cách thì mình làm nha, nó không rơi mắc cài đấy vẫn không rơi. Mua bộ mắc cài tầm này thôi, tầm trên dưới 100 nghìn thôi, tiết kiệm không? Được chưa? Đó, cái này khi đấy là mới là cái mục đích của mình dùng cái bộ mắc cài này. Và tự nhiên mua bộ mắc cài 350 về gắn cho bệnh nhân. Ít hôm nữa, thôi lại bài học, quay lại bài học kinh nghiệm bác Yên, lại thay lại bộ mắc cài này. Tự nhiên là mất toi 350 không? Nó phí tiền không ạ? Và thứ hai là mất rất nhiều thời gian để chỉnh nha. Thay vì ở 1 năm trời hoặc 2 năm trời mình kết thúc đấy, 3-4 năm chỉnh mãi không xong. Trước mình có gặp mấy chị bảo người ngày xưa chị chỉnh nha toàn 3-4 năm trời, mãi mà không xong không thấy đẹp. Nó chỉnh rất là khó luôn. Một phần là do mắc cài này, thứ hai một phần là do người ta đang đi theo cái chỉnh nha truyền thống, tức là cứ làm bước A B C D này, bước 1 này, sau hết xong chuyển đến bước 2 này, đến bước 3. Tuy nhiên khi bây giờ mình làm mình kết hợp mấy cái này với nhau và gọi 3 trong 1 ấy, thì mình làm nó nhanh hơn nhiều. Một là biết cách lựa chọn vật liệu này, đừng có ham rẻ nhé. Mình phải xem mục đích của mình là gì nhé. Tất nhiên là rẻ là tốt. Xem liệu nó có đảm bảo chất lượng cho mình không, được chưa? À, thì không phải rẻ quá chắc chắn là nó không thành công rồi. Các cụ nói rồi, của rẻ là của ôi, đúng không? Tất nhiên là một vài cái nó rất là ok, giá thành rất là phù hợp, nhưng phải cẩn thận, phải test.
như khi mình làm đấy, xem là có ai dùng cái đấy chưa, chất lượng nó nào, được chưa? Hoặc mình test, một là thông số nó có hay không, nó có chuẩn hay không. Thứ hai nữa là thông số người ta đưa ra sau một thời gian sử dụng nó có đảm bảo, nó có giữ được thông số hay không. Như mình có nói ấy, một là khi mọi người chọn các loại mắc cài nha, nó có thông số khác nhau nha, không phải là mắc cài nào cũng giống mắc cài nào nha. Thứ hai là hôm trước ấy, có một bạn hỏi Bình, anh thấy cái bạn bị vật liệu nhà Bình ấy, vật liệu của bạn ấy, nó bảo là bệnh nhân này của anh dùng mắc cài này đi, mắc cài A đó, ví dụ mắc cài hàng A đi, mắc cài hàng A thông số này nha, hơi khác nha, các hãng khác nhau, thông số khác nhau nha, hoặc cũng có hãng thì có nhiều loại mắc cài các thông số khác nhau. Thế sao mình bảo thế bây giờ anh học chỉnh nha, người ta học chỉnh nha, không như người ta bắt vật liệu lâu rồi người ta biết. Thế gửi ca lâm sàng mình xem, ví dụ ca này mình của bạn ấy, bệnh nhân hô nhiều, cần nhổ răng kéo lùi rất là nhiều, thì thông thường theo kinh nghiệm của mình chọn mắc cài tọt rất lớn để khi mình kéo vào này, thường là thân đang chạy vào nhiều hơn chân đang chạy ít, đúng không ạ? Thì mình chọn mắc cài tọt rất là lớn để mà cái bù trừ lại cái sự xoay răng như thế này, kéo răng hay bị cụm này. Mọi người có bao giờ gặp là người ta hay nói là mất tọt không, hay chân đang bật ra ngoài không ạ? Khi những trường hợp kéo nhiều mình chọn mắc cài tọt lớn hơn so với bình thường, nên mình chọn MPT hoặc cái két đó. Sao không, bên bạn liên bạn bảo chọn mắc cài rốt là tọt thấp nha, có 12 độ thôi, tọt răng cửa 12 độ thôi. Trong MBT này nó khoảng tầm 17 độ. Còn Ricket 22 độ, hoặc thậm chí một số hãng mắc cài, ví dụ đợt trước mình dùng ví dụ là nó 30 độ thôi, có thể tức là 30 độ rất là lớn. Thường thường mình hay chọn hai loại này đó. Không, bạn cái bảo ca của em dùng này, thế sao hỏi một ca khác cũng mắc cài này, ca khác nữa cũng mắc cài này, lý do tại sao? Thế mình quay lại hỏi thế bây giờ anh làm chỉnh nha hay người ta làm chỉnh nha? Không, như người ta bán vật liệu người ta quen, có quen không? Người ta bán vật liệu người ta quen không? Người ta quen hơn hay mình quen hơn? Tùy người, thường mình là người quen hơn. Nhưng mà cái lý do người ta hãng đấy chỉ có mỗi mắc cài này. Không ai nha em ạ, nhà em bán cái này nhưng mà anh dùng cái mắc cài này đi, có không? Có không? Nhà em chỉ bán hạng A thôi, nhưng mà anh nên mua của con hàng xóm nhà em, có không? Có thể nhưng mà rất hiếm, cực kỳ hiếm đúng không ạ? Trừ khi người ta rất thân quen mình, rất thân thiết với mình, người ta bảo thôi anh đừng mua của em, anh mua của nó đi, nó tốt hơn em, có không? Có thể có nha, nhưng mà ít nha, mọi người tỉnh táo nha. Khi mà người mua hàng ấy thì mọi người phải xem thông số nó là gì, được chưa? Xem thông số nha, xem thông số đầu tiên. Thứ hai là mới xem đến giá. Thế mình mua khi mà giá rẻ nhưng về nhà nó không phục vụ được mục đích của mình thì sao? Thì sao cũng phải thay thôi, cũng phải bỏ đi đúng không? Đó. Để ý nha, thứ nhất là mình mua theo cái hãng nào uy tín chút xíu, thứ hai là giá thành theo cái thông số của mình mà muốn nè. Có thể là mọi người mua mắc cài tự buộc được, mình thấy là rất là nhiều người thích mắc cài tự buộc này. Mắc cài tự buộc nhiều bác bảo rồi, nó kéo răng tốt hơn, nó làm rộng cung răng các kiểu. Cái mắc cài mình có làm rộng được cung răng không ạ? Có ai từng nghe vậy không? Đó, tùy nhá. Tức là mình có nghe một số bạn hỏi, em thấy có thầy này báo cáo thầy kia nói là cái mắc cài này làm rộng cung răng ra, có không ạ? Thực ra mắc cài mình nó không nhá. Cái kế hoạch của mình là có nhổ răng không nhổ răng. Nhiều người bảo dùng cái mắc cài này không phải nhổ răng, hoặc dùng máng không phải nhổ răng. Cái nhổ răng hay không nhổ răng ấy là kế hoạch chỉnh nha của mình nhá, không phải là kế hoạch của cái mắc cài, không phải là kế hoạch của cái máng, được chưa? Còn cái mắc cài hay cái máng chỉ là phương tiện cho mình để mình di chuyển răng thôi. Mình phải rõ cái đấy ra nhá, được chưa? Cho nên đấy là chỉ một cách thôi, còn không phải dùng mắc cài này cho nên không phải nhổ răng, tại dùng mắc kia mà phải nhổ răng thì không phải nhá. Nhổ răng hay không nhổ răng là kế hoạch của bác sĩ chỉ nhà. Còn việc là dùng cái mắc cài nào hay gì đó, nó chỉ là phương tiện cho mình thôi. Giống như anh chị xuống Hà Nội, anh chị có thể đi ô tô, đi taxi hoặc là đi xe máy các kiểu đều được, đi xe nhà bắt xe cũng được, đúng không? Đấy chỉ phương tiện cho mình thôi, cho nên để ý cái đó nhá. Mắc cài tự buộc này, em thấy nhiều người gọi là khá là sùng bái mắc cài tự buộc này. Tuy nhiên khi mình dùng phải để ý đó. Có thể là mình buộc chun được hoặc là cũng được. Tuy nhiên là để dễ dàng nhất ấy, dễ dàng nhất thì mình có thể là mới khởi đầu này thì dùng mắc cài truyền thống là ok nhất. Hiện tại đến bây giờ mình vẫn thấy như vậy. Hôm vừa rồi đi học gặp hai ông thầy rất là nổi tiếng ở Việt Nam mình, một ông Việt Nam mình, một ông người nước ngoài, thì hai ông ấy vẫn ưu tiên là thầy bảo khi mình hỏi ấy, thì hỏi các thầy dùng mắc cài tự buộc nhiều không, thầy bảo không, tôi vẫn là trần ái, vẫn là mắc cài truyền thống. Mặc dù là có thể khi mà mọi người đi nghe báo cáo như của thầy nha, thầy bảo ui cái mắc cài này tự buộc này tốt lắm các kiểu, nhưng khi gọi nói chuyện riêng ấy, bởi nếu khi mà có thầy báo cáo cho hãng thì sao, thì thường là tự nhiên nói xấu hãng được đúng không, nó phải quảng cáo cho hãng đúng không ạ? Khi mà gặp đấy, cho nên là khi mình gặp nói chuyện riêng nó đấy, có thể nó kiến thức nó khác một chút xíu nhá. Thế như mình có nói hỏi thầy ấy thì bảo thầy vẫn thích dùng mắc cài truyền thống nhất. Như em mọi người thấy là như bệnh nhân của em ấy đa phần em dùng mắc cài truyền thống, tức mắc cài kim loại có buộc chun hoặc buộc chỉ thép lên.
một số ca mình dùng mắc cài tự buộc. Trong trường hợp mắc cài tự buộc nó có ưu điểm hơn, mỗi lần đến đỡ phải thay dây cung, đỡ phải thay chun, đỡ phải thay chỉ thép các kiểu. Nhưng có vài cái hạn chế khi mình đi dây to dây lớn này thì nó khó khăn hơn chút. Với mắc cài này thì mình có thể ép dây các kiểu mình buộc nó dễ hơn, nhưng với mắc cài là tự buộc các kiểu thì đôi khi nó hơi khó khăn hơn, đặc biệt khi đi dây to. Nên ngày xưa mình dùng mắc cài của bên 3M này, 3M, mọi người biết cái này đúng không ạ? Đó, tức là khi bên 3M nó hãng rất là lớn. Nhưng khi mình dùng mắc cài tự buộc, nó đặc biệt mắc cài tự buộc sứ nhá, dùng khá là khó. Nó khó ở mấy cái. Thứ nhất, trong trường hợp ban đầu răng bệnh nhân lệch lạc nhiều, đưa cái dây cung vào cực khó. Đưa thì thực ra đưa dễ, nhưng sau nó hay bị bật ra. Nhưng mà ui, mắc cài thông minh nhỉ, ngu thế nhỉ. Cứ vào dây vào bị tuột ra. Trường hợp thứ hai là sau khi mình đi dây to, đặc biệt ví dụ dây là ngày xưa mình hay dùng theo là làm đều là phẳng xong hết với kéo khoảng ấy, mình đi SS1955 đi vào đấy cực khó này. Lý do cái dây cung to sát kiếp này bấm nó khó. Thứ hai là dây cung SS của mình ấy thì nó không đàn hồi, đàn đoàn hồi nó kém. Thì một là mình ép dây cung vào thì cái răng nó phải ra. Đó, do đó là cái răng bệnh nhân phải chạy ra chạy vào này. Khi mà thay dây cung rất là đau luôn, bệnh nhân rất là phê. Mình không thích dùng cái này. Tuy nhiên mãi sau mình phát hiện ra nó thông minh hơn mình. Nó có hai khóa này. Một là hai khóa thì trong trường hợp lệch lạc nhiều quá, người ta có thể đi vào một cái rãnh thước, một rãnh người ta để sau, được chưa? Đấy, nó khô hơn mình. Mình cứ cố ép vào. Thứ hai là ép vào nó bật ra. Lý do tại sao ạ? Mình bảo quá đều thế nhỉ, không giữ được cái dây cung. Thực ra đây là một cơ chế thông minh của nó, tức là lực của lớn quá là tự động nhả cái này ra để giảm tải lực cho răng của bệnh nhân đỡ đau, đỡ khó chịu. Đó. Đây là những cái cơ chế tự buộc khác nhau nhé. Ở đây là loại cơ chế đóng nắp này. Đó. Tuy nhiên là nếu mà để mới bắt đầu ấy thì mình có thể sử dụng cái mắc cài truyền thống. Một số anh chị thích dùng mắc cài sứ ok không ạ? Thẩm mỹ nó đẹp hơn đúng không? Tuy nhiên phải để ý là khi mà với mắc cài sứ, hoặc đặc biệt là một số bác lại thích dùng mắc cài pha lê nữa, nó đẹp nữa, nhưng mà dễ bị vỡ nhỉ, nó dễ bị vỡ hơn so với thông thường. Khi mà đấy, mọi người phải cẩn thận này. Thứ hai, cái này là nó sẽ dày một chút xíu, dày mới đảm bảo độ cứng mà, và cánh nó tròn nên khi mình buộc vào ấy, thì nó dễ bị tuột hơn so với bình thường, và ngoài ra ma sát nó lớn hơn so với mắc cài kim loại này. Cho nên nếu mới bắt đầu thì mình nên chọn mắc cài kim loại, hoặc ca khó để chọn mắc cài kim loại. Nhà mình có mấy ca làm mắc cài sứ ấy, thì sau cái giai đoạn sau cùng ấy, mình kéo một chỉnh tọt cho nó thì nó bị xoắn vặn, nó dễ bị vỡ, dễ bị sứt và nó bị mòn nữa. Do đó là mà ngoài ra ma sát nó lớn thì mình dùng nó hơi khó khăn. Cho nên khi mới bắt đầu ấy, mọi người nên chọn mắc cài kim loại này. Mắc cài kim loại ký có ai từng làm chưa? Đợt trước là khóa, cũng nhớ là khóa mấy, khóa tầm những khóa đầu tiên, khóa tầm 2-3 gì đó, có một số anh chị bảo là dùng mắc cài kim loại quý này. Nhưng hiện tại với những hãng mà mình biết ấy, hãng mà gọi là có uy tín ấy, thì mình chưa thấy hãng nào sản xuất mắc cài kim loại quý. Thứ hai, giá thành cũng khá là cao, cho nên là mình chưa dùng những loại này. Tuy nhiên khi mọi người làm vậy cần rất là cẩn thận xem liệu nó có đảm bảo chất lượng không. Nó phải đủ độ cứng, mà sát thấp thì mình mới di chuyển chỉnh nhà mới dễ. Nhìn nó sang chảnh đúng không ạ? Nhìn rất là sang chảnh đúng không? Thì phải xem mục đích của mình là gì nhá. Mục đích là trang trí hay là làm đẹp, hay là mục đích mình là chỉnh nha là nhiều. Mỗi hãng đều có mắc cài tự buộc này, ví dụ như là loại sứ cũng có mắc cài tự buộc này, hoặc là kim loại cũng mắc cài tự buộc riêng nhé. Đây là các loại ben thì mình hay dùng cho răng hàm thôi. Ngày xưa người ta dùng cho cả các răng hàm nhỏ, răng cửa. Tuy nhiên bây giờ thì người ta dùng cho răng hàm, gần như bây giờ cũng rất là ít dùng ben. Từ khi mình cần kết hợp với khí cụ chức năng rồi thì ben có những loại ben trơn này, mình có thể mọi người mua về này xong mọi người hàn vào, hoặc là trong trường hợp là mình gửi xưởng, bên sửa